Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 2 đến câu 11. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông." Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa tạo dựng con người do bởi tình yêu, và hạnh phúc là sản nghiệp mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Thế nhưng, con người đã tự tay vứt bỏ hạnh phúc mà Thiên Chúa đã tặng ban khi chối bỏ lệnh truyền của Chúa và đòi cho được quyền ngang hàng với Thiên Chúa. Hậu quả của hành vi phản bội đó là gì? Chính là đau khổ và sự chết. Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng, ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất." Sáng Thế chương 3 từ câu 17 đến câu 19. Khổ đau đến từ đó, nói như giáo phụ Gregory de Nyssa: "Không có bất cứ sự xấu nào của tội lỗi mà lại do ý muốn của Thiên Chúa. Nếu không, tội lỗi xấu xa sẽ không còn đáng trách nữa, vì nó sẽ biện dẫn Thiên Chúa như là người tạo ra và là tác giả. Nhưng sự dữ phát sinh từ bên trong, nó hình thành do hiệu quả của ý muốn chúng ta mỗi khi linh hồn lìa xa sự thiện. Ánh sáng biến mất dần dần thì cũng kéo theo bóng tối, vì bóng tối không hiện hữu trước ánh sáng. Nhưng Thiên Chúa đâu có chịu để cho công trình yêu thương của mình bị hư hoại. Ngài quyết phục hồi sự sống và hạnh phúc cho con người. Người đã lên kế hoạch cứu chuộc con người. Lời hứa cứu độ được phán ra, và qua các ngôn sứ, Thiên Chúa đã không ngớt tỏ bày ý định cứu chuộc của Ngài. Và hôm nay, Chúa Giêsu đã công khai tỏ bày điều mà mọi người đang đợi trông. Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng." Quả là một niềm vui lớn lao không chỉ riêng cho Gioan, nhưng cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài, đấng cứu chuộc đã xuất hiện.
Hãy vui lên vì ơn cứu độ đã xuất hiện giữa chúng ta, và hãy làm cho niềm vui được rạng rỡ khi hâm hở đi đến gặp Chúa. Cuộc gặp gỡ diện đối diện chỉ có thể được tỏ tường trong ngày quang lâm. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta vẫn sống trong bóng tối, muộn phiền, bởi cuộc gặp gỡ đó được chuẩn bị từ ngày hôm nay. Niềm vui thực sự đã được gieo vãi ngay từ giây phút được trở thành con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Là người con, chúng ta luôn kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vững bước trên con đường lữ hành về nhà Chúa, không ngã lòng bỏ cuộc, cho dẫu phải gặp bao nhiêu thách đố trong cuộc đời. Chúng ta luôn hân hoan bởi mắt đã được thấy, tai đã được nghe về những điều kỳ diệu nơi con người Đức Giêsu Kitô, đấng mà chúng ta vẫn hằng gặp gỡ qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa được công bố mỗi ngày trong thánh lễ và qua bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, cùng đích của cuộc đời Kitô hữu chúng con là được gặp gỡ Chúa trong vinh quang nước Chúa. Xin giúp chúng con luôn vững bước để đạt đến cùng đích này, luôn kiên nhẫn, không nghi ngại và ngã lòng. Xin dạy chúng con luôn biết củng cố niềm tin qua việc siêng năng lãnh nhận bí tích thánh thể và hòa giải, để nhờ đó chúng con tìm được sự đỡ nâng trên bước đường chúng con đang đi. Amen.